Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Xin chào các bạn đã quay trở lại với DeFi Discussion. Tập tuần này sẽ là một tập hết sức là đột xuất và chắc là nhiều anh em cũng đã đoán được lý do tại sao mà chúng ta có một cái tập mà nó hơi đột ngột như thế này. Và trước khi đi thẳng vào cái nội dung chính của DeFi Discussion tuần này thì chắc là chúng ta sẽ dành đôi chút thời gian để gặp gỡ vị khách mời của tập podcast hôm nay ha. Cảm ơn Nguyên, xin chào mọi người. Mình là Poseidon và hôm nay rất vui khi lại được gặp Nguyên và mọi người trong một cái tập podcast khác của chuỗi DeFi Discussion. Thực sự ra thì có chia sẻ với anh Poseidon trước khi thu cái podcast này, đó là cái chủ đề hôm nay thì thực sự nó rất là khá là bối rối, tại vì tuần vừa qua thì anh em cũng biết là có một cái sự kiện nó đã gây chấn động tại Mỹ, đó là cái vụ việc của ngân hàng Silicon Valley Bank. Tuy nhiên là với nhiều anh em tham gia thị trường crypto thì dễ dàng thấy được là những cái ảnh hưởng của cái sự cố của cái ngân hàng này thì nó lan rộng ra rất là nhiều những cái mảnh ghép có thể coi là nền tảng của DeFi và cả thị trường crypto. Thì trong tuần này chúng ta sẽ nói về stablecoin USDC và những hệ lụy mà cái biến động gần đây của stablecoin này nó gây ra cho thị trường. Và hy vọng là đâu đó tập podcast tuần này vẫn sẽ mang lại cho anh em những cái thông tin nó hữu ích và những cái góc nhìn nó đa chiều hơn. Thì chắc là câu hỏi đầu tiên dành cho Poseidon đi, đó là cái gì đã xảy ra với USDC trong một tuần vừa qua, và chắc là để anh Poseidon giải thích thêm sâu hơn cho các bạn đang nghe podcast về những cái lý do của cái sự cố trong tuần vừa rồi. Rồi thì đầu tiên nếu mà mọi người chưa có tìm hiểu nhiều stablecoin á, thì thực tế hiện tại cái stablecoin trên thị trường crypto hiện tại nó cũng rất là nhiều loại. Thì USDC là một trong những cái stablecoin thứ nhất là có vốn hóa thuộc dạng hàng đầu của thị trường, thứ hai là nó theo cái trường phái mình hay gọi là cổ điển, tức là một cái stablecoin được bảo chứng hoàn toàn bởi các cái đồng tiền fiat, mà ở đây là đồng USD của đồng đô la Mỹ. Thì có nghĩa là đơn giản mọi người có thể hiểu là cứ một USDC ở trên thị trường thì nó sẽ được bảo chứng bằng một đô la Mỹ ở trong thực tế, đơn giản như vậy thôi. Và gần như là cái rủi ro mà USDC mất phép trước giờ chúng ta hay nói với nhau, đó là cái trường hợp này nó rất là khó để xảy ra. Tuy nhiên thì tuần vừa rồi thì nó đã xảy ra và nó đã gọi là tác động một cái cực kỳ lớn đối với thị trường, khi mà hầu như là mọi người kiểu như tỉnh dậy vào cuối tuần và không hiểu cái gì nó đang xảy ra và không hiểu tại sao cái first này nó lại đến, nó có thể xảy ra như vậy được. Thì thực tế là đúng là cái biến cố tự của đồng stablecoin USDC nó không đến từ nội tại thị trường crypto, mà lần này thì thị trường crypto nó lại bị ảnh hưởng bởi thị trường tài chính truyền thống. Thì nếu mọi người có để ý tin tức thì gần đây thì cái Silicon Valley Bank là một trong những cái ngân hàng thuộc dạng hàng đầu của Mỹ, hình như top 15, 16 gì đó, thì nó đã bị buộc ngưng hoạt động và phá sản, nói chung là gần như là phá sản rồi đó. Thì liên quan đến cái việc ngân hàng này phá sản thì Cycle là một cái công ty chủ quản để phát hành đồng USDC, người ta thừa nhận là có bị kẹt một cái khoản tiền ở trên cái ngân hàng này, và hiện tại là chưa thể nào khẳng định được là cái khoản tiền này có thể lấy lại được hay không, và nếu lấy lại được thì sẽ lấy lại được bao nhiêu phần trăm. Thì cụ thể cái khoản tiền này nó có giá trị là 3,3 tỷ đô la. Thì cái nghiệp vụ tài chính ở đây cũng đơn thuần, đó là việc Circle người ta gửi 3,3 tỷ đô la này vào Silicon Valley Bank để người ta, thứ nhất là để quản lý cái tiền ở trong thực tế, và thứ hai là người ta sẽ nhận lại được một cái phần lợi nhuận trong từ cái hoạt động mà kinh doanh của Silicon Valley Bank. Thì Silicon Valley Bank thì người ta lại mọi người có thể hình dung là trong cái thời điểm mà trước khi mà đại dịch Covid xảy ra thì Silicon Valley Bank người ta có một cái niềm tin là cái lãi suất là nó sẽ tiếp tục duy trì ổn định và nó sẽ không có bị tăng lên, tức là nó chỉ biến động lên quên 0% thôi. Thì cái thời điểm đó là người ta
nhận được rất là nhiều tiền gửi, không chỉ từ những cái công ty crypto như Circle mà từ các cái startup của các cái công ty công nghệ ở thung lũng Silicon đó, thì người ta tìm cách để mà tạo ra lợi nhuận với cái số tiền đó. Thì cái cách mà người ta chọn và khá nhiều ngân hàng chọn tại thời điểm đó, đó là mua cái trái phiếu của chính phủ, tại vì người ta tin rằng với cái lãi suất như vậy có thể duy trì ổn định trong dài hạn, thì cái việc người ta mua một cái rổ trái phiếu dài hạn là nó sẽ gần như là rủi ro bằng không. Tuy nhiên thì rất tiếc là sau khi mà cái dịch Covid nó chấm dứt thì lãi suất lại đột ngột tăng lên mức cao nhất trong vòng, mà gần có thể nói là cao nhất trong vòng khoảng 10 năm qua. Thì điều này nó khiến cho cái hoạt động mà tưởng như là no risk của Silicon Valley Bank nó lại trở nên là quá rủi ro, khi mà người ta lại đang đầu tư một cái rổ trái phiếu dài hạn để mà cover cho một cái hoạt động ngắn hạn của ngân hàng. Chính vì vậy thì khi mà những cái khoản tiền đó nó không còn an toàn nữa, và một cái điều đáng lo ngại đối với cái hoạt động của cái bên này, đó là theo cái thông tin mà mình tham khảo được thì hơn 93% cái số tiền trong bên là nó không có bảo hiểm, và từ những cái đó thì nó khiến cho cái rủi ro trong cái hoạt động của ngân hàng này nó lộ ra ngoài. Và khi mà người ta có cái nhu cầu là rút tiền á, thì Silicon Valley Bank không còn đủ thanh khoản để mà đáp ứng nữa, và nó tạo ra một cái tâm lý lo ngại ở trong những cái người mà đã gửi tiền vào trong cái ngân hàng này, và họ buộc phải chấm dứt cái việc mà thiếu thanh khoản và không có đáp ứng được cái nhu cầu rút tiền của cái khách hàng, bằng cách đó là người ta phải bán sớm đi cái rổ trái phiếu mà người ta đã mua. Thì cái việc bán sớm rổ trái phiếu này nó lại đồng thời nó lại ghi nhận một cái khoản lỗ khá là lớn ở trong cái bảng cân đối kế toán tài chính của Silicon Valley. Và tổng hợp những cái first như vậy nó khiến cho ngân hàng này rơi vào cái tình trạng đó là mất thanh khoản và buộc phải tạm ngưng đóng cửa, để mà một cái đơn vị khác đó là FDIC, là một cái đơn vị mà bảo hiểm cho những cái khoản vay ở trong ngân hàng này, người ta tiếp nhận và người ta xử lý cái phần còn lại. Thì tổng hợp nó liên quan đến Silicon Valley bên như vậy, và Circle nó là một cái nạn nhân, mình dùng từ nạn nhân trong cái vụ này, khi mà Circle đã gửi tiền sai chỗ và hiện tại là không thể rút tiền được. Và trong tổng vốn hóa của Circle, của USDC hiện tại là trước cái ngày mà có cái first này xảy ra thì vốn hóa của USDC rơi vào đâu đó khoảng hơn 42 tỷ đô, và khi mà cái first này xuất hiện thì đơn thuần là người ta có thể hiểu là Circle hiện tại không còn đủ 100% dự trữ để mà quy đổi USDC cho thị trường nữa. Tức là nếu như toàn bộ người dùng đang nắm giữ USDC có nhu cầu chuyển về lại USD thì Circle chỉ cover được khoảng đâu đó 39 tỷ thôi, còn lại người ta đã bị kẹt mất 3,3 tỷ và chưa có cái hướng giải quyết. Thì trước cái rủi ro như vậy thì sẽ một bộ phận người dùng người ta đã tháo chạy trước tháo chạy trước, và khiến cho cái đồng USDC nó mất pep và nó rơi vào về đâu đó khoảng 0.87 đô la Mỹ, tức là mức thấp nhất của cái dòng stablecoin này từ cái thời điểm mà nó ra mắt cho đến bây giờ. Thì hiện tại nó cũng đã hồi về được đâu đó khoảng 0.94, 0.97 đô la Mỹ, nhưng mà chúng ta vẫn phải đợi đến thứ hai, bởi vì theo cái thông báo từ Circle thì hiện tại người ta đang ngưng cho redeem từ USDC thành USD, bởi vì cái lượng tiền mặt nó đang ở trong cái công ty nó đang gặp vấn đề, và phải đợi đến thứ hai khi mà các ngân hàng ở Mỹ người ta hoạt động trở lại thì Circle sẽ chính thức thông báo về cái việc đó là có rút được hay không cái phần 3,3 tỷ đô la nằm trong Silicon Valley Bank, đồng thời là sẽ công bố với cộng đồng đầu tư là những cái khoản tiền còn lại. Thì cũng đang ở trong một số cái khoản tiền khác ở trong những cái bank khác của Mỹ nó đang ở trong tình trạng như thế nào, và có thể rút được hay không, và có thể đảm bảo được cái thanh khoản cho cái đồng stablecoin USDC hay không. Thì đó là cái tóm tắt ngắn gọn về cái first này. Em có lướt qua một vài cái thông tin ở trên Twitter thì rất là nhiều các cái phân tích họ chỉ ra một cái yếu tố, đó là cái khó khăn của cái vụ này á, là 3,3 tỷ này nó là cash, tức là nó là một dạng gọi là liquid backing, tức là một cái danh mục mà bảo chứng thuộc dạng gọi là thanh khoản cao. Nếu như mà 3,3 tỷ này nó ở dưới dạng là treasury á, thì có thể cái hiệu ứng lên cái giá thị trường của USDC nó sẽ ít lại một xíu. Tuy nhiên là vì 3,3 tỷ này nó là cash nên là người ta sẽ, cái logic nó sẽ là như vậy, tức là người ta sẽ hình dung là
cái phần còn lại bao gồm những cái trái phiếu Mỹ mà Circle họ bỏ trong danh mục của họ thì nó sẽ không có tính liquid cao, và khi mà user người ta đến thứ hai này mở cửa cho redeem lại thì người ta nếu mà có một cái tạm gọi là bank run đi thì người ta sẽ tới và rút lại tiền, thì lúc đó Circle sẽ phải bán lại những cái treasury bill với một cái mức discount, và lúc đó thì cái vấn đề nó sẽ có thể nó sẽ nguy hiểm hơn một xíu. Thì đó là lý do tại sao mà dù trên con số là 3,3 tỷ mà chia cho 40 tỷ tổng cung của Circle thì đâu đó nó chưa tới 8%, khoảng 8%, thì nếu mà theo logic thì về 0.92 thì nó đã là hợp lý rồi, nhưng mà vì 3,3 tỷ này nó là cash nên là người ta cũng hơi panic một xíu, thì có lúc nó cái giá thị trường nó giảm về tới 0.88, và kèm theo một vài cái vấn đề liên quan đến thanh khoản nữa khi mà thị trường nó đang hoảng loạn. Đó là một trong những cái thành tố dẫn đến cái sự gọi là hỗn loạn trong tuần qua với USDC. Chắc là cái câu chuyện này mình sẽ không đề cập lại ở cái khía cạnh là gọi là hoài niệm đâu, nhưng mà khi mà USDC người ta debate á thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến USD, bởi vì thị trường bây giờ hay nói đùa là có một cái BTSD, tức là một cái ám ảnh về USDT rất là lớn. Nhưng mà nếu mà được chọn ra một cái điểm mà gọi là giống nhau và khác nhau giữa hai cái stablecoin này thì anh Poseidon sẽ chọn nó là hai điểm gì? Thực ra cái này disclaimer với anh em luôn, đó là cái này là một cái sự so sánh để chúng ta có được cái góc nhìn nó đa chiều hơn và nó sâu sắc hơn về hai cái vụ việc này, chứ nó không phải là chúng ta đào lại cái câu chuyện của USD. Thực sự ra cái câu chuyện của USD nó là một cái topic nó đã qua từ lâu rồi, nhưng mà cái việc chúng ta làm ở đây là để chúng ta so sánh và chúng ta rút ra được những cái bài học và những cái dữ liệu cho tương lai ha. Hậu quả thì hiện tại là cả hai đều đã đi back rồi, mất back rồi, nhưng mà thì nó cũng khác nhau ở hai cái key này. Thực ra nó khác nhau ở cái cốt lõi chính của nó, tức là cái nguyên nhân dẫn đến cái debate á. Thì đối với cái key mà UST và Luna thì chúng ta sẽ hiểu rằng cái việc mà UST sụp đổ ở đây là xuất phát từ cái bản chất, đó là từ cái mô hình hoạt động của stablecoin này, nó đã đi theo cái hướng đó là tăng trưởng nóng và chấp nhận là đánh đổi lại đó là cái sự kém an toàn trong cái bảo chứng về tài sản của stablecoin này. Thì khi mà một cái stablecoin là UST thì nó hoàn toàn lại không được hoạt động một cách thông thường như những cái stablecoin khác, tức là không đem vào để mà làm thanh khoản, để mà hỗ trợ các cái giao dịch, hoặc là để add thêm các cái thanh khoản đối với các cái cặp token khác, mà đơn thuần người ta chỉ mint UST để mà hưởng lãi trong một cái giao thức khác của Luna là Ancho Protocol á, với một cái lãi suất rất là cao lên tới 20% một năm á. Thì đây nó gần như là một cái mô hình nó Ponzi, và chính vì vậy UST và Luna nó đã tăng trưởng cực kỳ nhanh chóng khi mà market cap nó tăng gọi là ít hàng chục hàng trăm lần trong một cái thời gian cực kỳ ngắn, khoảng hơn đâu đó hơn một năm thôi. Và đổi lại khi nó sụp đổ, khi mà cái vòng quay này nó đã đạt đến cái đỉnh điểm và nó cái flywheel này nó đã tạo ra một cái quả bóng khổng lồ và nó sụp đổ, thì nạn nhân ở đây là những cái người đã tin tưởng vào UST và lưu trữ cái giá trị của mình trong thị trường crypto bằng UST. Có nghĩa là cái mô hình này sụp đổ hoàn toàn là do lỗi của cái dự án, chứ không chịu tác động từ bất kỳ những cái nhân tố khác nào ở bên ngoài cả. Đó, còn ngược lại thì đối với USDC thì mọi người có thấy là nếu mà chúng ta bàn về vấn đề đạo đức kinh doanh ở đây thì thực ra USDC người ta không, đến giờ người ta vẫn chưa có làm gì sai cả. Đơn thuần là người ta chỉ thực hiện những cái nghiệp vụ tài chính đối với một cái công ty stablecoin thông thường, mà mình tin rằng là bất kỳ những cái công ty nào tương tự hay là những cái dạng tổ chức tài chính nào tương tự, người ta cũng đang thực hiện đó là quản lý vốn và sau đó là phân chia các cái phần vốn của mình ra thành các cái danh mục đầu tư để mà tối đa hóa lợi nhuận, nhưng mà đồng thời vẫn đảm bảo cái rủi ro thấp nhất. Thì cái việc mà gửi một phần cái tiền mặt thì theo cái bảng cân đối kế toán ở đây thì nó rơi vào đâu đó khoảng 25% tổng số tài sản được dùng để back cho USDC vào cả một số cái ngân hàng ở Mỹ để mà nhận cái year hàng năm, thì thực ra nó không có gì là sai về mặt đạo đức cả. Và trong cái case này thì có vẻ như là USDC nó là nạn nhân hơn là thủ phạm. Và trong cái case này thì USDC là cái chịu rủi ro trực tiếp từ cái thị trường tài chính truyền thống,
Đó, thì đó là cái điểm mà theo mình là nó khác nhau về bản chất. Bởi vì cái sự khác nhau này, cho nên là có thể USDC sẽ gặp khá là nhiều khó khăn trong thời gian tới. Tuy nhiên thì cái niềm tin từ cộng đồng nó sẽ không đến mức là nó mang tính tiêu cực quá, tại vì ở đây là nạn nhân mà chứ không phải là thủ phạm. Và USDC có vẫn có thể là trở lại về là một cái top stablecoin và tiếp tục hoạt động nếu mà người ta có thể thông qua nhiều cái hình thức, ví dụ như là làm việc với bên Silicon Valley Bank hoặc là các bên bảo hiểm hoặc là refund hoặc là vay mượn gì đó, miễn sao người ta bù đắp được những cái phần tiền mà có khả năng bị mất đi thì và đảm bảo quay lại 100% back thì người ta sẽ tiếp tục hoạt động bình thường và sẽ không có ít người sẽ đặt ra cái câu chuyện là niềm tin ở trong cái cây của USDC. Thực sự ra là rất là đồng ý với anh Poseidon về cái khía cạnh là cái vụ việc lần này của USDC á, chúng ta nhìn thấy nó không phải là cái vấn đề về đến thời điểm này nha, đến thời điểm mà bọn mình thu cái podcast này á, thì nó vẫn là một cái case hoạt động đúng theo cái logic về backing và bảo chứng về mặt tài chính và về mặt gọi là đạo đức kinh doanh giống như anh Poseidon có đề cập, thì họ không phải là kiểu hiện số ở một bên. Hiện số ở một bên là 10 nhưng mà bảo chứng ở phía dưới chỉ là 8-9, thì cái đó là về mặt đạo đức nó gọi là lừa đảo rồi. Nhưng mà đây là họ thực sự họ có để tiền ở trong những cái ngân hàng truyền thống. Và cái vấn đề này xảy ra thì nó, nếu mà nói nó là Black Swan thì nó cũng không hẳn, nhưng mà nó là một trong những cái vấn đề nó nằm ở việc là quản lý rủi ro của cái phía Silicon Valley Bank thôi. Và bản thân Circle họ cũng đã cố gắng làm hết sức trong cái việc là làm sao để có thể đưa cái tài sản của mình đặt ở những cái chỗ mà nó đạt rủi ro thấp nhất, và nó vẫn tạo ra được những cái yield ổn định để họ duy trì cái hoạt động kinh doanh của mình. Và thực ra thì nói đi cũng phải nói lại, nhưng mà em thấy thì cái case này ấy là một trong những cái vấn đề mà có thể coi là nhức nhối nhất của cái case của USDC, đó là cái tốc độ đưa ra thông tin thông báo của họ. Thì có thể là do những cái nghiệp vụ ngân hàng nó hơi cồng kềnh một xíu và họ không thể nào mà đưa ra được những cái thông báo nó nhanh như là một cái hoạt động crypto truyền thống được. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta cũng phải chờ rất là lâu đúng không? Khi mà thị trường nó đang phản ứng rất là dữ dội thì chờ rất là lâu chúng ta mới có được những cái thông báo, những cái thông tin, những cái dữ liệu về cái sự cố này. Thì thứ hai tuần này chúng ta sẽ có thêm những dữ liệu mới, và khi mà bọn mình thu cái podcast này thì chắc chắn là sẽ phải thu trước cái thời điểm mà thị trường Mỹ nó quay trở lại và các cái ngân hàng nó mở cửa trở lại, và lúc đó chúng ta sẽ phải chờ đón rất là nhiều những cái thông tin khác, và đến lúc đó thì dữ liệu nó có thể mới và chúng ta sẽ phải đưa ra những cái nhận định mới. Câu hỏi tiếp theo dành cho anh Poseidon là anh nghĩ cái bối cảnh của thị trường nó sẽ như thế nào sau cái cột mốc là thứ hai tuần tới, và cái bức tranh của thị trường stablecoin nó sẽ có hình hài như thế nào sau cái sự cố này? Tại vì cái kịch bản mà mình nghĩ có cái kịch bản tốt nhất dành cho USDC thì có thể là USDC nó sẽ trở về PEG sau khi mà thị trường mở cửa, bằng cách đó là bởi vì nó khôi phục lại cái hoạt động mà mint và redeem USDC qua USD, thì cái hoạt động này nó sẽ là một trong những cái hoạt động để mà mình gọi là cái cơ chế để mà repeg lại của stablecoin á, thì nó sẽ tạo ra gọi cái cơ hội kinh doanh trên lịch giá, cho nên là sẽ có một cái lực mua USDC khiến cho nó có thể là về lại cái mức peg. Tuy nhiên thì có thể là sau đó sau khi mà trở lại mức peg thì USDC sẽ tiếp tục bị mất peg trong một thời gian. Mình nói như vậy là bởi vì cái lý do đó là trong cái như hồi nãy Nguyên có đề cập thì trong tổng cái tài sản bảo chứng của USDC thì hiện tại nó rơi vào khá nhiều khoảng hơn vào cái theo cái dữ liệu từ tháng 1 đó là khoảng có 33 tỷ USD là người ta mua trái phiếu, thì đây là một cái rổ tài sản gọi là thanh khoản rất là thấp, và để mà tránh cái rủi ro là thua lỗ trên diện rộng đó, thì Circle phải giữ cái rổ trái phiếu này cho đến ngày đáo hạn. Thì một cái điều may mắn đó là Circle người ta cũng khá là khôn ngoan khi người ta mua những cái rổ trái phiếu này trong cái thời hạn đáo hạn đó, nó khá là ngắn, nên thông thường là chỉ đâu đó khoảng 3 tháng 6 tháng hay là gì đó thôi, chứ nó không có kéo dài vài năm như những cái rổ trái phiếu của Silicon Valley.
Rất là may mắn là có cái chi tiết như vậy. Thì tuy vậy thì bởi vì cái rổ tài sản mà thanh khoản thấp nó quá lớn, thì khi mà cái cơ hội trên kinh doanh trên lệch giá nó xuất hiện như vậy thì Circle có thể rơi vào cái tình trạng báo động đối với cái thanh khoản mà có thể gọi là cái thanh khoản mà giao ngay, tức là cái đồng USD, cái card on hand mà có sẵn ở trên cái công ty đó, thì nó có thể gặp vấn đề. Và cái đó lại có thể tiếp tục tạo ra một cái first tiếp để cho cái USDC nó lại tiếp tục mất vé. Vì mọi người phải hiểu là 3,3 tỷ đô nó không phải một con số nhỏ. Nếu như thứ hai và cái quy trình mà xử lý đối với một cái ngân hàng mà nó bị phá sản đó, thì nó cũng không thể nào mà nó nhanh chóng trong vòng 1-2 ngày là Circle lấy lại được tiền được, và cũng có thể là người ta sẽ không lấy lại được 100%. Thì 3,3 tỷ này hiện tại mà để nói mà đi refund các thứ thì mình nghĩ là trong cái thời điểm thị trường như bây giờ này, khi mà tiền nó không còn rẻ nữa, tức là tiền giờ huy động vốn, nó chi phí của cái huy động vốn hiện tại nó rất là đắt đỏ vì lãi suất tăng mà, thì khó, rất khó để mà Circle kiếm được đâu đó ngay lập tức mà 3,3 tỷ đô. Cái đó là chúng ta phải thừa nhận với nhau. Và có thể là trong một thời gian ngắn tới, có thể vài ngày hoặc vài tuần tới, thì cái 3,3 tỷ đô này nó vẫn sẽ là một cái phần ghi nhận khoản lỗ ở trong cái bảo chứng của Circle, và chúng ta vẫn phải chấp nhận là USDC không được bảo chứng 100%. Thì cho nên cái kịch bản mà trung ngắn hạn là mình nghĩ là nó sẽ như vậy, tức là về PEC sau đó tiếp tục mất PEC và Circle phải tìm mọi cách để mà kiếm lại cái số tiền đó thôi. Thì chứ chắc là cũng khó mà để mà lấy lại được liền, hay là huy động ở đâu đó ra liền 3,3 tỷ đô đó. Có một cái thông tin trong cái lúc mà mình thu cái podcast này, đó là phía Circle họ cam kết bù đắp những cái thiếu hụt về thanh khoản với cái đồng USDC. Thì cái này thì cũng là gọi là để trấn an người dùng trước khi mà thị trường nó mở cửa lại vào hôm thứ hai. Thì lúc đó có thể khi mà thứ hai nó mở cửa thì chúng ta sẽ thực sự là sẽ có thêm nhiều cái sự thật hơn. Nhưng dù gì thì cái động thái này thì nó cũng phần nào giúp cho người dùng cảm thấy nó dễ ngủ hơn vào cuối tuần này. Thực ra thì cái vấn đề của Circle nó không chỉ cô lập ở trong cái phạm vi của cầu nối giữa thị trường tài chính truyền thống và thị trường DeFi, mà nó còn mở rộng sang cái rất là nhiều các cái ngách nhỏ của thị trường DeFi. Điển hình là rất là nhiều các cái stablecoin trong tuần qua nó cũng bị ảnh hưởng bởi Circle. Với anh Poseidon á, thì đâu là cái stablecoin mà anh quan tâm nhất và anh dành sự theo dõi nhiều nhất sau cái sự cố của Circle, và lý do vì sao anh chọn theo dõi cái tên đó? Thực ra thì hiện tại mình cũng đang để ý khá là sát cái động thái của USDT và thêm một đồng nữa là DAI. Ngoài ra thì có một số cái đồng nhỏ nhỏ hơn, ví dụ như là LUSD, LUSD của cái thằng Liquidity á, thì chỉ có 3-4 đồng như vậy thôi. Thì lý do mà mình để ý tới đồng USDT không phải là đầu tư hay gì cả, mà mình đang mong muốn xem mà có ai có phát hiện ra USDT nó gặp vấn đề tương tự như Circle hay không thôi. Tại vì thực ra mấy cái thằng này thì nó nghiệp vụ tài chính của nó là cũng khá là tương đồng nhau, và chẳng qua là nó có thể nó để tiền ở khác chỗ một chút thôi. Đó, chứ thực ra thì nó về cái nghiệp vụ đầu tư và quản lý vốn thì tụi nó sẽ phải đi theo cùng một mô típ hết để mà tạo ra cái lợi nhuận. Thì hiện tại thì USDT cũng đang đưa ra liên tục những cái thông báo là tôi không liên quan đến ông A, tôi không liên quan đến ông B, và mọi thứ đều đang an toàn đó. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải theo dõi hết sức là sát sao, tại vì trong cái hơn một năm qua thì chúng ta đã chứng kiến quá nhiều cái sự sụp đổ mà chúng ta tưởng tượng không thể nào tưởng tượng ra được, kể cả trong cái đối với những cái người nào có giàu óc tưởng tượng nhất thì người ta cũng không tưởng tượng ra được những cái vụ sụp đổ như vậy rồi. Thì nếu mà giả sử sắp tới có nữa thì mình nghĩ là cũng bình thường thôi. Còn đối với DAI và cái đồng một số cái đồng stablecoin phi tập trung khác thì thực ra là mình cũng đang mong muốn tìm kiếm một cái cơ hội, tại vì sau cái first của BUSD và đến tiếp theo USDC thì stablecoin centralized stablecoin đang cho thấy là cho dù mày có được bảo chứng 1-1 thì cũng chưa chắc mày đã an toàn, bởi vì mày còn phải đối mặt với những cái thách thức về mặt pháp lý và
đến bây giờ là chịu rủi ro từ cái thị trường tài chính truyền thống, thì cả những cái stablecoin phi tập trung như DAI hay LUSD thì nó sẽ có thể là một cái narrative khá là hot trong thời gian tới, khi mà người ta lại bắt đầu đặt lại cái câu chuyện là vậy thì tóm lại bây giờ thị trường crypto sẽ nên sử dụng stablecoin nào. Thì các cái key như DAI hay là LUSD hiện tại nó vẫn đang tương đối ổn định, và mặc dù là cũng có những cái ảnh hưởng nhất định khi mà đây là những cái giao thức mà nó liên quan một chút đến USDC thông qua các cái nghiệp vụ của chính giao thức, là ví dụ như MakerDAO thì người ta có liên quan khá nhiều đến USDC, bởi vì bản thân MakerDAO nó cũng dùng USDC để làm thanh khoản và bảo chứng cho DAI để mà tránh cái việc mất phép. Cái thứ hai là nó cũng là một cái giao thức cho vay, cho nên là có những cái khoản vay nó liên quan đến USDC. Thì chính vì vậy mình cũng đang để ý khá là kỹ, bởi vì MakerDAO bản thân nó cũng đang là một cái dự án lending có TVL top 1 của thị trường. Chính vì vậy nếu mà có cái rủi ro mà nó liên quan đến USDC thì cũng rất có thể là thằng MakerDAO này cũng là một trong những cái bên bị ảnh hưởng khá nặng. Thì hôm qua thấy là có thấy là MakerDAO nó cũng đã đưa ra một cái đề xuất là tương đối khẩn cấp liên quan đến USDC. Nó đại loại là nó đã giảm trần nợ của các cái thanh khoản liên quan đến USDC, rồi đồng thời là giảm cái tham số mà cho phép sử dụng USDC để min DAI ở trong cái pool trong cái vault PSM của nó. Thì mọi người có thể đọc chi tiết hơn ở trên cái bài viết trên coin số 8. Thì đại loại là nó đang muốn cắt giảm cái sự tiếp xúc đối với USDC một cách nhiều nhất có thể, thì để mà tránh rủi ro thôi, đơn thuần là để tránh rủi ro, nó không muốn ôm cái rủi ro vào nó thôi. Bởi vì khi mà có cái first như vậy thì khá là nhiều người, khi mà người ta không có đổi lấy USD ở trên Coinbase được á, thì người ta chạy lên MakerDAO và người ta swap USDC lấy DAI. Xong rồi lấy DAI exit ra những đồng khác, nên là cái back của DAI nó cũng bị ảnh hưởng như vậy. À, cho nên là gọi là DAI đang ôm bớt rủi ro thay cho Circle á. Và DAI thì MakerDAO nó không muốn vậy, và nó cũng đang muốn tránh cái rủi ro về phía nó. Thì nói chung giai đoạn này nó khá là nhạy cảm, thì cho nên là mình cũng chỉ muốn theo dõi thêm USDT là để xem nó có bị cái câu chuyện tương tự không. Nếu mà nó bị nữa thì chắc là mình sẽ cắt luôn ra và nghỉ luôn mùa này, đợi thời gian dài hơn. Còn nếu mà an toàn thì ok, chúng ta vẫn sẽ có thể được tham gia thị trường. Còn đối với DAI hay là một số cái đồng stablecoin phi tập trung mà Binance gần đây người ta add vào cái sàn đó, thì theo mình là chúng ta nên quan sát đó, để xem cái tác động của USDC đến DeFi nó sẽ như thế nào, và cái thứ hai là và tìm kiếm cái cơ hội để mà có thể hoàn lắm chúng ta sẽ bắt được một cái narrative mới liên quan đến stablecoin phi tập trung. Thực sự ra thì rất là nhiều các cái stablecoin khác thì họ cũng đang có những cái biện pháp để gọi là chủ động bảo vệ mình. Giống như anh Poseidon có đề cập đến cái trường hợp của DAI ấy, là cái Back Stability Module, cái BSM của họ, thì ban đầu thì họ gọi là họ cho nail 1-1 với USDC, thì cho nên là cái vấn đề này nó kéo theo cái sự cố là DAI cũng bị debug theo như vậy. Cho nên là bản thân những cái protocol này, những cái giao thức này, họ cũng sẽ có những cái động thái để chủ động bảo vệ và tránh cái ảnh hưởng nhiều nhất. Tuy nhiên là với mình quay về với cái phạm vi của những cái retail investor, những cái user bình thường đi, thì với một cái lượng thông tin nó kinh khủng và nó tràn ngập như một tuần vừa rồi, thì anh Poseidon nghĩ là với vai trò của các nhà đầu tư cá nhân thì nên có một cái tâm thế như thế nào, hoặc là có một cái cách nào để hedging, tức là phòng ngừa cái rủi ro trong thời gian tới, đặc biệt là với những cái sự việc liên quan đến stablecoin. Cá nhân mình đi thì cũng là yếu đồ của một retail investor đi, thì giai đoạn này chủ yếu là mình sẽ quan sát là chính, tại vì cũng may mắn là mình không có sử dụng USDC và mình cũng không xuất phát từ nhiều cái lý do, thì mình cũng không có cái ý tưởng đó là mua USDC để ở giá thấp để mà nhận về cái phần lợi nhuận khi mà nó repack trở lại. Tại vì theo quan điểm cá nhân của mình thì tỷ lệ lợi nhuận 10% đó nó không có quá nhiều để mà mình phải tham lam trong cái thời điểm nó nhạy cảm như vậy. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thực ra thì mọi người nên chú ý một câu chuyện, đó là chúng ta nói với nhau nãy giờ như vậy, thì
chúng ta chưa có một cái câu nào hay là chưa ai ở trên thị trường dám khẳng định là USDC nó sẽ an toàn. Vẫn sẽ có những cái trường hợp nó xấu nhất nó có thể xảy ra khi mà tuần sau cái thị trường tài chính của Mỹ đi vào hoạt động trở lại. Thì trong cái trường hợp mà rủi ro nhất á, tức là USDC nó gặp vấn đề và nó thực sự trở nên mất pep á, thì anh em phải hiểu rằng đây là một cái stablecoin lớn, top 2 trên thị trường, và nó có cực kỳ nhiều ảnh hưởng trong DeFi. Khi mà giả sử toàn bộ 36 tỷ đô hiện tại market cap của USDC nó về không á, thì em cứ tưởng tượng thị trường nó sẽ sụp đổ đến mức như thế nào. UST trước đó nó chỉ là một cái phạm vi nhỏ hơn thôi, và cái phạm vi tiếp xúc cho chủ yếu ở trong những cái giao thức liên quan đến Luna thôi, mà nó đã gây ra những cái ảnh hưởng xấu như vậy rồi. Thì với một cái đồng stablecoin như USDC, nó tiếp xúc rất là nhiều liên quan đến cực kỳ nhiều sàn giao dịch. Như Binance người ta cũng nắm giữ đâu đó khoảng 5 tỷ đô USDC thì phải, nếu mình không nhầm. Rồi các sàn giao dịch khác cũng đều nắm giữ USDC. Rồi các cái giao thức DeFi, đặc biệt là những cái giao thức liên quan đến đến thế chấp, đến cung cấp thanh khoản, thì nó có thể xảy ra một sự đổ vỡ mang tính dây chuyền cực kỳ lớn đó, khi mà một cái USDC nó mất pep như vậy. Thì cho nên giai đoạn này chủ yếu của mình sẽ vẫn là quan sát là chính, và mình sẽ hạn chế tối đa cái việc mình action vào bet vào lúc này. Tại vì nó tương đối là rủi ro, và có thể giai đoạn này thì mình sẽ toàn bộ cái tiền mình cũng đang giữ ở dạng là USDT, và một phần là ở một số cái đồng coin lớn như là Bitcoin và Ethereum và BNB thôi, chứ thực ra mình cũng không có mua thêm những cái altcoin khác hay là mua thêm USDC. Thì đó là cái góc độ cá nhân của mình, và theo mình thì nếu mà đối với những cái thời điểm như này thì hoàn toàn chúng ta có thể đợi thêm. Tại vì khi mà thị trường nó lao dốc như vậy thì cũng ít khi có cái trường hợp mà nó sẽ bật tăng trở lại ngay lập tức. Nó sẽ có nhung nhằng thêm đoạn để cho những cái tin xấu nó tiêu hóa hết, và nếu có những cái động thái tích cực hơn thì cũng cần những cái giai đoạn để mà tích lũy trở lại. Thì mọi người có thể đợi những khi toàn bộ những cái thông tin nó rõ ràng hơn. Tại vì có nhiều người nói đây là first, nhưng mà mình nghĩ đây không phải là first. Tại vì không ai đến sập một cái ngân hàng có giá trị hơn 200 tỷ đô chỉ để tạo first để mà mua Bitcoin cả. Nghe nó khá là buồn cười. Thực ra 200 tỷ đô có thể là nó còn lớn hơn cái giá trị dòng tiền đang luân chuyển ở trong thị trường crypto hiện tại bây giờ. Và không chỉ mỗi Silicon Valley nó đang gặp vấn đề đó đâu, mà có thể có nhiều ngân hàng khác của Mỹ, có thể là nó chưa bị bể ra thôi, chứ nó sẽ tương tự như vậy. Thì mình nghĩ là không có ai đi tạo first để mà đến mức như vậy để mà làm câu chuyện đó là để mua cổ phiếu hay mua Bitcoin giá cả. Thì đây không phải là first, và đây thực sự là một cái vấn đề mà chúng ta phải đối mặt trong thị trường tài chính. Và như mình có thấy một vài KOL trên mạng người ta nói khá là hay, thì trước đây Fed hay là các cái tổ chức khác người ta lo ngại thị trường crypto sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính thế giới, nhưng mà crypto chưa kịp ảnh hưởng thì bây giờ chúng ta đã chứng kiến là thị trường tài chính truyền thống nó tác động tiêu cực đến thị trường crypto. Khá là buồn cười, nhưng mà cái đó là sự thật mà chúng ta đang phải đối mặt, và chúng ta cũng không nên coi nhạy vấn đề này. Tại vì thông thường thì mọi cái cuộc suy thoái hay khủng hoảng nó đều bắt nguồn từ cái nó có thể nằm đến với nhiều hình thức khác nhau, nhưng mà thông thường đều từ cái nợ đều từ cái một chữ là chữ nợ thôi, và nó đều xuất phát từ khá nhiều đến từ ngân hàng đó. Thì mình sẽ nghĩ là anh em nên quản lý rủi ro chặt chẽ vào thời gian này. Thực sự ra thì với những nhà đầu tư cá nhân thì quan trọng nhất là thông tin, và làm sao để có được nhiều cái thông tin và nó đa chiều cũng như là nó chuẩn xác nhất, thì cái này là cái vô cùng quan trọng. Chứ chúng ta cũng không thể nào gọi là nghe theo cái ông này bảo là như thế này, ông kia bảo như thế kia, KOL này có cái động thái như thế này. Giống như là tuần vừa rồi á, là mọi người cũng hay share cái việc là Vitalik mua USDC để cứu, đúng không? Thì đừng có thấy là ok ông này ông nghịch như vậy, nhiều khi ông thích thì ông vào ông nghịch vậy thôi, hoặc là ông chỉ là 400.000 đô thôi mà, tại vì Vitalik đợt rồi mới bán mấy cái con như là Shitcoin được tặng lấy 700.000, cho nên là thì người ta thích nghịch vậy, hoặc là có thể là đâu đó là một cái động thái để gọi là búp tinh thần, hỗ trợ tinh thần cho mọi người.
để đâu đó là cứu cái thị trường crypto chẳng hạn. Nói chung là rất là nhiều cái giả thuyết, nhưng mà quan trọng là chúng ta làm sao để có được nhiều cái thông tin nó đa chiều và chúng ta có được những cái quyết định cá nhân của mình. Nói chung là không nên tin ai cả, tại vì khi mà những cái sự sụp đổ mà nó rộng như vậy diễn ra thì có thể là chúng ta là những người mất còn ít hơn những cái KOL, những cái quỹ đầu tư. Mọi người nhớ lại sự kiện UST Luna thì 3AC là một cái quỹ đầu tư nó giàu như vậy và nó giỏi như vậy, nó tổng hợp những cái gọi là bộ não hàng đầu thị trường, nhưng mà người ta vẫn sai lầm trong việc đưa ra quyết định và người ta vẫn phải trả giá bằng việc là gọi là nói chung là cháy và mất tất cả. Thì cho nên là cũng không nên tin ai cả là đúng rồi. Yeah. Và hy vọng là những bạn nghe podcast DeFi Discussion tuần này vẫn sẽ giữ cho mình một cái tinh thần nó bình thản nhất trước khi chúng ta đến với cái những cái cập nhật tiếp theo của tuần mới và những cái thông tin mới. Thì hy vọng là DeFi Discussion tuần này đâu đó vẫn sẽ mang lại những cái giá trị nó bé bé thôi, nhưng mà có thể phần nào giúp anh em gồng qua được những cái biến cố của tuần vừa rồi ha. Và một lần nữa cảm ơn anh Poseidon rất nhiều đã dành thời gian đến với một cái tập podcast mà có thể coi là đột xuất nhất trong suốt cái hành trình. Chưa có bao giờ có một cái tập podcast nào mà thông tin vừa nổ ra và bọn mình phải làm ngay như vậy. Và cảm ơn anh Poseidon rất nhiều đã dành thời gian cho DeFi Discussion tuần này. Và bây giờ sẽ là lời chào của anh Poseidon gửi đến các bạn đang nghe podcast ha. Nói thì hơi gấp thì hôm qua mình nhớ lại cái câu chuyện của MakerDAO. Trong cái đề xuất của người ta là có một cái ý đó là cải thiện cái thay đổi cái độ trễ cập nhật thông qua cái đối với việc thông qua các đề xuất quản trị á. Tức là thông thường MakerDAO thì nó sẽ thông qua các đề xuất quản trị trong vòng 48 tiếng sau khi biểu quyết thành công á, thì bây giờ người ta đề xuất là chỉ có 12 đến 24 tiếng thôi. Tại vì nó sợ là USDC mà sập cái là nó đề xuất xong mà thay đổi chậm quá là cũng không cứu được giao thức đó. Mọi người thấy nó kinh khủng đến mức vậy mà 12 đến 24 tiếng là có một số thành viên nó còn comment ở dưới đó là tại sao không áp dụng ngay lập tức chứ còn cái 12 24 tiếng cái gì nữa đó. Thì thị trường crypto hiện tại nó vậy, nó khá là nhạy cảm và nó hiện tại thông tin nó cực kỳ nhiễu. Và mọi người có thể lướt Twitter là mọi người thấy ngay câu chuyện đó, khi mà mỗi người một ý, tức là bây giờ mua hay bán hay là USDC có gặp vấn đề hay không, thì mình thấy là rất là nhiều luồng thông tin trái chiều. Thì cho nên là chúc cũng hy vọng qua podcast này thì anh em có thêm những cái thông tin để mà tham khảo và từ đó là đưa ra cái quyết định một cái sáng suốt nhất và ok bình thản là chấp nhận này. Chỉ bởi vì chúng ta không thể thay đổi được gì thị trường thì chúng ta bình thản đón nhận thôi. Rồi hẹn gặp lại anh em trong các cái tập podcast tiếp theo. Hẹn gặp lại anh em trong DeFi Discussion tuần sau với những topic thú vị và những cập nhật mới nhất liên quan đến thị trường DeFi ha. Ok,